20 tháng 10 tươi cười nhận quà 100k, cả ga làm đẹp. Tưng bừng chào mừng ngày phụ nữ Việt. Tháng 10 này, Viện Thẩm mỹ Quốc tế Jinhae dành tặng tất cả các chị em cơ hội làm đẹp đồng giá chỉ 100k trong khung giờ vàng. Sáng từ 10 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. Trẻ hóa nâng cơ 5D, đảo chiều lão hóa. Giảm béo Extra Slim Nico, xếp gọn tóc dáng. Thải độc xa nhiễm trì, làn da căng sáng khỏe mạnh. Triệt lông tạo hình bikini, tiễn biệt phiêu lông. Đặc biệt, off 60% trẻ hóa cô bé Super Size. Off 50% chị nám Melasure. Tăng trị liệu collagen V-Max. Lần đầu tiên và duy nhất trong tháng 10 này, tôi mừng inbox hoặc